Bao nhiêu lâu mới đến cái cơ duyên với cái lần đi hát? Giờ con nghỉ xong là con xin ba đi học sửa máy tính. Con mới đam mê hát và xin ba đi hát chung khoảng một năm mấy. Là mới đây thôi đúng không? Con mới phát hiện ra đây là cái giọng hát, hay là hồi nhỏ con đã hát rồi mà con không quan Dạ, tâm hồi đó tới? con không có dám lên sân khấu, con nhát sân khấu lắm. Con hát dòng nhạc gì con trai? Dạ con hát nhạc giống anh Jack. Trời ơi, giống anh Jack luôn hả? Trời ơi, mê anh Jack luôn. Rồi bây giờ hát thử một đoạn cho chú Lâm nghe coi nào. Hôm nay con hát một bài của ba sáng tác. Ủa gì kỳ vậy? Ông mê mà anh Jack mà ba sáng tác. À sợ đánh bản quyền mẹ ơi. Không lẽ con mình hát mà ba dạ. Đánh bản quyền. Bo, sáng tác hả bo? Dạ thưa chị, có em lạ nữa rồi. Anh trai đó, dạ. Cái Tịnh Tâm, cái viết được một cái bài nhạc rồi nói về cuộc đời á chị với em, dạ. Cho nên nói thôi để đi, rồi ai muốn ca ca, nghệ sĩ nào muốn ca ca, em đâu có làm bán gì đâu. Rồi tự tin chưa? Dạ. Sẵn sàng chưa? Và ca khúc, tên gì anh? Đời là dòng thác. Đời là dòng thác. Dạ. Và ca khúc Đời là dòng thác do Tấn Long trình bày xin phép được bắt đầu music. Sinh ra trần gian chót man kiếp con người, ai không mộng mơ một tương lai tươi đẹp, ai không mộng mơ một cuộc đời tươi sáng, ai không ảo vọng một kiếp sống giàu sang. Những khi lòng ta nghĩ suy biết bao điều, ta hay lạc chân vào u mê tham vọng, như con thiêu thân lao vào trong đêm tối chợt tình mong hạnh phúc hóa hư không. Đời là dòng than cháy mãi cuốn lấp ra biển khơi, mà ta chỉ là con thuyền nhỏ chơi vơi giữa dòng than, tìm kiếm chút hy vọng thật mong manh, vì mỗi lần con sống dần đừng vì phù phiếm trước mắt mà đánh mất câu nghĩa nhân. Rồi mãi đây cũng chẳng có được gì, cuộc đời ta được bao lâu, hãy sống sao cho hết mình để lòng ta không hối tiếc về sau. Cảm ơn em rất là nhiều. Ôi, dễ thương quá. Và đây là một bài hát mà đem có lời dạy mà ba dạy cho em luôn đó. Dạ. Không mà thấy ngoài bự con cái giọng nó nhẹ nhàng vậy. Nghĩa là mình nhắm mắt lại mình không thể hình dung ra được là. Rồi đi. Con. À, chứ sao mà. Mình thấy nó bậm trợn ha, mình thấy nó gombo dễ sợ ha, mà cái giọng hát rất là uyển. Bất ngờ chưa? Ủa sao hay vậy? Rồi, lại đây, lại đây. Đó, chị ta bất ngờ. Ngày xưa của em. Trời ơi, quá trời. Ngày nãy, ngày nay của anh. Trời ơi, trời ơi. Khoan. Dạ sao anh? Từ từ chị Thủy nói, chị nào buông là buông. Đó nghe lời người lớn. Dạ, xin mời anh Bo ngồi. Bất ngờ. Chào con. Trời, con giống chú hàng xóm gì mà sao con bự vậy? Phải không con? Phải con của cô Ba Bo không vậy? Phải không con? Phải con của cô Ba Bo không vậy? Phải. Ngồi đi con, anh Bo ngồi đi. Dạ em. Tưởng con hoàng mập không đó trời. Tưởng con hoàng mập không đó trời. Con ơi, con năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ hôm nay con 17 tuổi. 17 tuổi con học lớp mấy rồi? Bây giờ con không có đi học nữa mà con đi theo ba hát. À theo ba hát, à là con ca sĩ hả con? Dạ. Rồi ơi. Con mét mấy? Con mét mấy? Mét 95 con. Mét 80. Mét 80. Mét 80 nó mới 17 tuổi, mét 80 rồi. 17 vậy. Nó 25 tuổi cho nó đụng phim trường quá anh. Anh Tấn Bo thì quá quen thuộc rồi, nhưng mà bây giờ anh chào khán giả một lời đi anh. Trước tiên cho phép Tấn Bo cùng với con trai là Tấn Long xin lễ phép thương chào chị yêu Thanh Thủy, em yêu Lê Dương Bảo Lâm, dạ. Và xin kính gửi đến đại gia đình khán giả đang xem chương trình Con Tôi Vô Số Tội với lời chào kính mến. Trời ơi dễ thương quá. Anh có bao nhiêu bé anh? Anh được 4 cháu. Giỏi ha, giỏi ha. Dữ vậy? là bé thứ mấy anh? À, bé này bé đầu. À bé đầu hả? Thì bé này thì lúc mà mẹ mang bầu bé đầu tiên á chị với em thì dạ. Cũng khỏe, dạ, không có chuyện gì mà nặng nhọc hết. Có cái lúc mà gần sanh ra đó, bác sĩ báo là thiếu nước ối gì đó. Dạ. Dạ, cho nên là phẫu thuật. À là mổ hả? Sanh mổ. Nhưng mà nó mấy ký em? Dạ lúc sanh ra là như 3,5 kg. Dạ. Không, nhưng mà em nhìn thấy tại em cũng biết chị ở nhà nhìn giống chị hơn đúng không anh? Đúng rồi cưng. À, mặt y chang mà chị. Khi mà đẻ bé ra có cái gì khác lạ không anh? Có em. Chị biết khi mà sanh bé ra đó là hồi nhỏ đó
thật sự em cũng không biết là mình nói thật tâm, em nói thật tâm, thôi là khi cháu được 1 tuổi đó, lúc đó thì giống em với giống vợ em cũng không giống ai. Thật sự nhìn sợ lắm. Xấu hả? Giờ cho là vậy luôn, em dám giấu là xấu lắm, mà xấu mà giống như cái người vũ trụ luôn á. Giống như người hành tinh luôn á, gặp. Giờ đầu bự hơn, lỗ tai bự nè. Này cái này nè. Cái đầu nó hơi bự đúng không anh? Là, cái mặt thì nhỏ. Trước đây đó em cái đầu bự lắm, mà nó gồ ghề, nó có 3 cái cục ở đây nè, mà 2 cái tóc nó ra này giống như 2 cái anten vậy đó. Y chang vũ trụ. Không hiểu nhìn nó giống như cái vũ trụ chứ không phải là người gì đâu. Rồi sao, có khó nuôi hay không? Mà dễ nuôi. Dễ nuôi hả? Dễ nuôi. Nhưng mà chăm nó kỹ không? Lúc đó kinh tế mình cũng khá. Lúc đó thì em với anh Beo được trúng cái lên chuồng đó nha. Đúng rồi, dạ, vừa trúng cái đó. Là mới đẻ là trúng luôn anh? Đúng rồi, bé này sanh ra rồi em làm được đó. Dạ. Phát triển sự nghiệp, cuộc đời em được cháu sanh ra là em được may mắn, gặp nhiều may mắn lắm. Cái trời cho đúng không anh? Đúng rồi em. Thời gian anh đi diễn nhiều lắm đúng không? Đi diễn nhiều. Rồi đi diễn sao, ở nhà ai lo? Ai lo nó? Dạ ở nhà thì bà ngoại với mẹ, sợ bà ngoại cực. Rồi mẹ thì giống như vợ của em á, vợ của anh á. Dạ. Viết nhạc á em. Viết nhạc đúng không? Em biết nhạc sĩ. Vợ em cũng là nhạc sĩ chị. À, vậy hả? Thì nhờ một bà vú giúp giùm phụ cho gia đình. Anh diễn viên đeo suốt luôn. Dạ. Tội nghiệp không có gần bên cháu thường. Quậy không? Dạ không chị. Nếu nói về mặt lúc nhỏ đó thì có quậy. Dạ. Tại vì tánh em không dám cho con đi ra đường. Khi cái ảnh ra đường là ảnh vừa ra đường giống như ảnh được sổng chuồng. Trời ơi, giống như con sáo sổ lồng á, ảnh chạy một cái là từ ở nhà ảnh chạy một cái vu ra đường mất tiêu. Bà ngoại á chạy được theo chị. Vừa chạy ra cái người ta nói có người té rồi, hỏi ai té, con tôi té hả? Không, bà té. Bà té. Trời ơi, rốt cuộc bà được. Bà được, nó không té, bà té. Cuối cùng bà già té. Bà già té. Bà té hoài gì đó. Con có giấu đâu, có giấu con học là con nghệ sĩ không? Dạ có. Giấu hả? Giấu hả? Ủa sao giấu? Ai giấu? Ba kêu giấu hay tự con được tự động con giấu? Dạ tự động con giấu. Con tại con không muốn nói. Có vẻ là thằng bé này nó khép kín hả ba? Dạ. Rồi con học thì ai rước con, ai đưa con đi? Dạ có ông ngoại. Ông ngoại, toàn là ông ngoại đưa đi. Dạ. Rồi đi họp phụ huynh rồi ai lên? Dạ mẹ. Mẹ lên. Dạ. Rồi, ba cũng đi luôn. Dạ. Giấu luôn. Tại ba đi nhiều lắm, ba ít khi ở nhà. Ba đi diễn riết đúng không? Lúc đó trúng quá mà. Dạ. Chùa Bản Nhang chỗ nào cũng thấy chỗ trời diễn quần hết tất cả các tỉnh, tỉnh nào cũng có. Khi nào mà thầy cô phát hiện, bạn bè phát hiện ba là nghệ sĩ nè? Dạ năm con học lớp 6, bạn bè con cái đồ qua nhà con chơi với ba con. Rồi con đi học giỏi không con? Từ lớp 1 tới lớp 5 thì con giỏi. Ừ. Qua lớp 6 thì cô của con về hưu. Xong là đổi một cô người miền Trung vô dạy, nhưng mà con ngồi con không có hiểu. Con cũng không có nói luôn. Mất căn bản luôn. Giờ bị mất căn bản từ lúc đó. Nghỉ cuối năm lớp 7. Cuối lớp 7 nghỉ rồi. Thôi bây giờ anh có lo vấn đề đó không anh? Tại vì nghỉ học quá sớm, nếu mà mình đi hát quá sớm hoặc là ra đời quá sớm thì sau này sẽ là có thiệt thòi rất là lớn. Có nào anh bị suy nghĩ vấn đề này không anh Bo? Có, khi cháu của chị đã muốn nghỉ học. Dạ. Thì thật sự là trong lòng em với mẹ nó không muốn. Mẹ nó không muốn. Còn em thì không có nói gì hết, không có ý kiến. Tại vì trước đây em cũng nghĩ là gia đình khác cũng muốn con mình học tới nơi tới chốn, sau này có tương lai. Nhưng mà thí dụ con mình nó không được như bạn bè, nó không học cao, vũ động được. Thì thôi giờ ép con mình cũng tội cho con mình. Cũng giống như hồi xưa, thật sự em với anh Beo cũng như ba mẹ cũng đi diễn. Yeah. Anh Beo cũng cỡ lớp 7. Yeah. Em thì được lớp 9. Thì em thấy con của mình thì tới lớp 7 thì giống như mình rồi. Thì hồi đó mình sao thì con mình vậy, biết đâu cái gen cái gì tới. Ừ. Đó em. Dạ. Cho nên thôi con mình muốn nghỉ không nổi thì thôi đừng ép con mình tội nghiệp. Dạ. Nhiều khi nó buồn mà mình còn mang tội hơn nữa. Nhưng mà nó cái chuyện nó nghỉ học nó có ảnh hưởng gì vấn đề là cha mẹ về biến cố về gia đình để cho nó rồi nó lại theo cái đà đó là nó đi luôn. Thưa chị với em, khi cái biến cố đến với gia đình em thì ảnh hưởng tới cháu. Dạ. Thì khi cháu đi học trên mạng đưa hình ảnh em và tố tụng vợ chồng em thì anh với vợ anh thì không sao, nhưng mà mấy cháu nó không có tội thì đưa hình mấy cháu lên luôn thì gây cho mấy cháu một cái nỗi oan ức. Lúc đó rồi vô trường nhiều khi bạn bè cũng khi phát hiện được rồi khi nói cháu rồi cháu buồn cháu khóc mà về không cháu dám nói. Yeah. Rồi năm lớp 7 con nghỉ xong rồi con ở nhà con làm cái gì, rồi bao nhiêu lâu mới đến cái cơ duyên với cái lần đi hát?
Dạ, con nghỉ xong là con xin ba đi học sửa vi tính. Con mới đam mê hát và xin ba đi hát chung khoảng một năm mấy. Đó là mới đây thôi đúng không? Con mới phát hiện ra đây là cái giọng hát là hồi nhỏ con đã hát rồi mà con không quan tâm tới. Dạ, hồi đó con không có dám lên sân khấu, con nhát sân khấu lắm. Con hát dòng nhạc gì con trai? Dạ, con hát nhạc giống anh Zắc. Trời ơi, giống anh Zắc luôn hả? Trời ơi, anh Zắc luôn. Rồi bây giờ hát thử một đoạn cho chú Lâm nghe coi nào. Hôm nay con hát một bài của ba sáng tác. Ủa gì kỳ vậy? Ông mê mà anh Zắc mà ba sáng tác. À, sợ đánh bản quyền mẹ ơi. Không lẽ con mình hát mà ba đánh bản quyền? Bơ, sáng tác hả bơ? Dạ thưa chị, có em lạ nữa rồi. Anh trai đó, cái tịnh tâm, cái viết được một cái bài nhạc rồi nói về cuộc đời á chị với em. Cho nên nói thôi để đi, rồi ai muốn ca ca, nghệ sĩ nào muốn ca ca, em đâu có làm bán gì đâu. Rồi tự tin chưa? Dạ. Sẵn sàng chưa? Và ca khúc, ca khúc tên gì anh? Đời là dòng thác. Đời là dòng thác. Dạ. Và ca khúc Đời là dòng thác do Tấn Long trình bày sẽ phép được bắt đầu music. Sinh ra trần gian chót man kiếp con người, ai không mộng mơ một tương lai tươi đẹp, ai không mộng mơ một cuộc đời tươi sáng, ai không ảo vọng một kiếp sống giàu sang. Những khi lòng ta nghĩ suy biết bao điều, ta hay lạc chân vào u mê tham vọng, như con thiêu thân lao vào trong đêm tối chợt tình mong hạnh phúc hóa hư không. Đời là dòng than chảy mãi cuốn lấp ra biển khơi, mà ta chỉ là con thuyền nhỏ chơi vơi giữa dòng than, tìm kiếm chút hy vọng thật mong manh, vì mỗi lần con sóng dần đừng vì phù phiếm trước mắt mà đánh mất câu nghĩa nhân. Rồi mãi đây cũng chẳng có được gì, cuộc đời ta được bao lâu, hãy sống sao cho hết mình để lòng ta không hối tiếc về sau. Cảm ơn em rất là nhiều. Ôi, dễ thương quá. Và đây là một bài hát mà đem có lời dạy mà ba dạy cho em luôn đó. Dạ. Không mà thấy ngoài bự con cái giọng nó nhẹ nhàng vậy. Nghĩa là mình nhắm mắt lại mình không thể hình dung ra được là. Đi. À, chứ sao mà. Mình thấy nó bậm trợn ha, mình thấy nó gombo dễ sợ ha, mà cái giọng hát rất là uyển chuyển, rất nhẹ nhàng. Con tại sao mà gia đình nó là hề không, rồi có nghệ sĩ cải lương nữa mà con lại thích nghề hát, con thích diễn đi diễn đồ giống ba không? Tại vì con thấy con không có cái khiếu hài. Không có khiếu hả? Dạ. Thấy ngoại hình là thấy hề đó. Có nào con thử chưa? Có nào bị tấu mà dẫn theo tấu thử cho anh? Có dẫn lên muốn sập sân khấu người ta rồi chưa? Chứ hát là muốn sập rồi. Thiệt nói xíu làm sân khấu xíu bằng mấy cái dáng nhỏ nhỏ anh bước lên mà nghe cái rập. Rồi cái gì vậy? Sập sân khấu rồi. Lên ta sắp lại rồi. Đi xuống luôn, ngồi dưới luôn. Chưa hát là đã ngồi dưới rồi. Ba ơi, nhưng mà nếu bây giờ mà muốn cho nó đi theo cái nghiệp hát là ca sĩ, bắt buộc phải tập những cái kỹ năng khác cho nó. Đúng rồi, cái nghề đó là khó cho nên phải tập những kỹ năng của mình, cũng như là mình trau dồi về bản thân, ngoại hình của mình. Đúng, đúng không? Thứ lắm. Con cái nghề hát là con tự con thích trong trái tim con thích ra, hay là ba bắt con đi hát? Con bắt đầu thích hát là từ lúc mà anh Zắc nổi tiếng. À, ngộ gì hả? Tức là anh Zắc là cái điểm nhấn, là ủa, cái khai sáng. Nổi tiếng quá mà con. Nhà con ông nội. Dạ. Rồi là bác nó. Dạ. Rồi ba, rồi nổi tiếng mà tại sao tự Zắc là nổi tiếng là bên mình Zắc là sao hả con? Dạ. Con có biết hoàn cảnh của ảnh là con thấy anh cũng giống giống con thấy anh cũng nổi tiếng con cũng thích lắm. Có nào ở nhà ba có tật xấu không? Dạ ba cũng có. Nhiều chứ đúng vụ không con? Vụ gì là kể chú Lâm nghe nè. Buổi tối mà ba đi hát về thì ba hay quậy lắm. Trời ơi là mấy đứa mấy em ngon con với hả? Mấy đứa với con đang ngủ là ba quậy cho thức hết nguyên nhà. À là ba quậy ba hát hay là ba diễn nghề hay là ba làm vô ba ôm hung rồi ba ghẹo cho dậy hết rồi ba mới chịu. Có ghẹo mẹ không? Có. Mày chắc ghẹo quá mới đẻ bốn đứa nè. Đúng không anh Bo? Dẫn cho chút xíu là nghe. Ủa nhưng mà tại sao vậy, cái nết kỳ vậy, rồi đi diễn về xong ngủ đi hai ghẹo chọc con cái là ở sao? Ở trên sân khấu quậy chưa đủ, về nhà quậy tiếp tục nữa ba. Dạ, em mê lắm, em mê quậy con. À vậy hả? Chứ quậy hàng xóm ta đánh sao? Quậy hàng xóm ta đánh sao? Ôm hung thôi, dạ, vậy ôm hung rồi. Mê mê, mê cái vụ đó khóc á. Mới sợ em khoái nó khóc lắm, cái đứa nào nó cũng khóc nó la. Mẹ nó la chửi em quậy. Con khóc. Thích con khóc. Sao em dạy con sao? Dạ em không có đánh. Dạ. Từ nhỏ lớn là thật sự em không có đòn roi với con.
mà có hồi nhỏ đó dạy hề không đó hả? Cả cái đúc 8 tuổi cũng mê đa game rồi muốn đi đá banh rồi này này đi kia, cái bà ngoại nói không được, mẹ nói không được, rồi cái cũng cãi, rồi muốn đi cho bằng được cái nói hoài không nghe, nói hoài không nghe, thôi giờ cái bây giờ mày nói không nghe phải không, em tức quá em nói mày mày ngồi xuống đi, cứ lấy bằng kèo. Em gói hàng hả anh? Em gói được. Gói hàng đi ship cho bà đi đó. Gói rồi cứ nhắc vậy đó. Rồi cái em nói thôi ngồi vậy đi, thử coi chịu nổi hay không. Nếu chịu nổi đó thì muốn đi đâu đi. Anh quấn nó hết cùng băng keo mà nó không khóc luôn. Rồi tự động em thấy ủa cái gì vậy? Sao thằng này thiếp quân lực nó mà nó căng quá vậy? Rồi ai cắt băng keo ra? Rồi mẹ nó cắt. Mẹ nó cắt. Rồi sau đó mập tới giờ luôn phải không? Nó bị ức chế trong con người nó, cái bao tử nó bị teo quá, nó đói quá. Đúng không? Rồi sau đó con mập luôn á con. Sau đó nó con mập là bắt đầu từ năm lớp 7 á. Hồi đó là con xin ba đi đá banh, đi theo học viện mà ba với mẹ không cho. Không cho nhỏ đá banh. Sao vậy? Rồi cho nhỏ nhà chơi không dỡ mập luôn. Ba con thì sợ gửi đi coi đi xa, còn mẹ thì sợ chấn thương. Tức là không dám để con đi ra ngoài. Dạ. Em nghĩ ra ngoài con sẽ tiếp xúc với những thứ bên ngoài, bạn bè sẽ phát triển hơn, nhưng mà tại sao anh lại không thích cho con mình ra ngoài? Dạ có một cái chuyện này mà cũng không dám cho con đi. Cháu nó đó, có trước đó nó có gây lộn với một cái đứa em của bà con. Tại vì hồi nhỏ đó, trước khi đi học đó, em có dạy cho nó là khi vô trường đó là con làm gì làm, người ta đánh con được, người ta chửi con được, con không được đánh lại người ta, dù con có bự con hơn người ta. Nó nhịn hoài, cái nó chịu không nổi. Cái lúc em với vợ em có nhà, thằng kia phan đồ nó không nói rồi, nó thôi nha, không có làm nha, nói là mày còn lần nữa là tao đánh mày thiệt đó. Thằng kia nghĩ lại là không dám làm gì, chọi hai ba lần nó thì chọi vô đầu nó, rồi nó quạo nó rượt thằng kia chạy mất hút luôn chị. Rồi thằng kia núp ở đâu bên nhà hàng xóm á, nó canh thằng nhỏ kia không có dám ra. Rồi thằng kia ăn hiếp nó, bây giờ nó dồn ép quá rồi, nó nén rồi, nó bung ra, nó canh thằng kia núp, nó canh thằng kia núp, mà chỉ biết là tới khuya luôn. Gia đình gọi điện cho em với vợ em nói con đi vô để kêu anh về đi chứ vậy không được. Nó bây giờ ba mẹ có về đánh con chết con cũng canh nó ra cho bằng được. Nó ức quá, hỏi chị coi bây giờ tụi em phải chạy về liền rồi kêu nó vô, rồi thôi bây giờ giảng hòa cho anh em nó rồi. Thôi không được vậy. Sau đó không, nó đi đá banh không dám cho đi. Mẹ nó sợ chấn thương, em sợ nó va chạm với đời. Con người ta học đá banh đồ chứ học không cho đâu mà đâu thì thụ động rồi thì đó, bởi vì em mới vô tình sợ rồi. Cháu va chạm mà anh vô tình sợ cháu như vậy mà không dám cho đương hại thật. Đúng. Sự ra tại cũng tại em. Rồi anh còn phạt con cái vụ gì mà kỷ niệm đến giờ anh vẫn còn nhớ không? Thì cũng là hồi nhỏ luôn. Lại là hồi nhỏ. Dạ, có một cái kỷ niệm nữa. Vô trường có một lần nó về nó khóc. Nó khóc mà tướng nó trong trường là nó bự hơn lớp 2 là nó bằng như lớp 4 rồi. Thì cho nên là khi về nó khóc hỏi ủa bị ăn hiếp hả? Thì đâu có ai ăn hiếp đâu. Cái thằng kia nhỏ xíu à, đánh nó khóc. Nhỏ đó mà đánh mày khóc. Rồi con làm gì khóc? Con không dám đánh lại, con về con tức con khóc. Tại ba không cho con làm gì người ta hết. Rồi bây giờ con có muốn chiến dịch gì để giảm cân không? Hay là muốn để ngoại hình về để cho lạ độc? Con định tuần sau con đi. Con định tuần sau? Tại sao là ngày mai luôn? Định tuần sau? Con định tuần sau là qua tháng sau luôn đó. Dạ anh, rồi nhà có thật xấu gì nữa nè, kể em nghe coi. Ngoài lười vận động, ăn nhiều không anh? Ăn nhiều. Ăn sao nè, ăn uống sao nè? Ăn là vô địch luôn mà vô bổ luôn. Ăn là ăn không có cử kiên, ăn là ăn hàm hồ. Ăn hàm hồ luôn, thích ăn là thích giờ nào ăn giờ đó, không có sáng trưa chiều tối, nhiều khi 3-4 giờ khuya cũng ăn luôn. Ăn mà ăn thứ gì, ăn cái gì cũng ăn hả? Ăn cái gì cũng ăn mà không, mà cái đặc biệt của nó mê mì gói không? Trời ơi, mì gói mập lắm. Mập lắm dạ mà ăn mì gói không có bỏ thịt thà gì không chị với em? Chứ là cũng không tốt sức khỏe rồi con, bây giờ bỏ ngay thói quen đó nha. Bỏ đi con. Còn tật xấu gì nữa? Có sợ con gì không? Dạ sợ dán. Sợ con gì? Sợ lá. Sợ con voi mà con sợ con dán con. Con voi đâu sợ con dán. Con sợ mấy con mà tròn tròn mà nhiều chân dán với con nhện rồi đó. Không mà nó sợ con dán vô cùng luôn. Có một lần á, điện thoại của em nó mượn điện thoại em nó, rồi nó làm cái gì rồi Facebook gì mà để nó chỉnh giùm em, nó đang chỉnh ở đâu nguyên con dán bay đang vô cái điện thoại quang nó luôn, quang luôn. Nó liền một cái băm banh điện thoại luôn, nhỏ khóc quá trời quá đất, nhỏ gái em đó còn là cũng mạnh. Nó rất là hiền lành, nó rất là lễ phép, nó rất là kiên trì chịu đựng nữa chứ. Tính chịu đựng giỏi nữa. Dạ. Vậy nó đâu có tội gì đâu ta. Cái tội là từ này ngủ nướng, ăn nhiều. Không, nó không mập, nó không vận động là tại vì cha mẹ không cho đi học thể thao.
lẽ ra nếu nó học đá banh thì nó đã khác rồi, đúng không? Rồi là tại cha mẹ giữ con, không cho con đi ra ngoài tiếp xúc, không sợ con đủ thứ hết trơn. Rồi cuối cùng là con nó khép kín, nó đã khép kín rồi, bây giờ lại giữ nó lại lần nữa. Nói chung là lỗi cha miếng, lỗi con miếng luôn. Không, nó không có lỗi. Tôi chưa thấy nó có lỗi. Trời ơi, thiệt luôn, mẹ cứ binh về nó quậy đúng đó. Chị binh cháu đi, có em có Bảo Lâm binh nè. Anh Bo nè, sẵn ngày hôm nay ngồi đây tham gia chương trình Con Tôi Số Tội, anh có lời gì nhắn nhủ cũng như là muốn động viên con mình đó? Từ đó giờ dù nhiều khi anh khó nói, sẵn chương trình này anh có thể chia sẻ với bé được không? Là chương trình này, xin phép chị, xin phép em và xin phép bà con cho Tấn Bo được một cái ước nguyện là cuộc đời gia đình mình gặp nhiều biến cố là này nọ nhiều lắm rồi, sướng cũng có, khổ đã có rồi, thì trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, thì tôi mong một cái điều là cháu sau này trưởng thành, không có làm gì lớn lao đâu, mong sau cháu đi giúp được một cái điều gì đó cho xã hội. Ví dụ mình gặp người ta, bà già hay là trẻ em đi đường thì lại Giúp đỡ dẫn cụ già qua đường. Thí dụ, rồi ai có đi từ thiện, ai kêu con đi, con tham gia, con dù cho con vác cái thùng mì hay là cái bao gạo, con vác nổi mà, vác đi vô chương trình từ thiện, thiện nguyện để có cái công đức được rồi. Tập cho nó những cái điều nhỏ nhặt nhất, mình chỉ là đơn giản nhất, đúng không? Nhưng mà nó sẽ làm được cái điều đó, nó rất là gần gũi, dễ mà, đúng không con? Còn con nè, từ trước giờ thì ít nói, đúng không? Ít nói, ít chia sẻ. Sẵn chương trình này con có điều gì chia sẻ với ba, hoặc là có lời gì nói để cho ba an tâm không? Con sẽ cố gắng đi theo nghề rồi con tốt hơn để cho ba với mẹ đỡ phải buồn lòng. Tại hồi đó con hay nghe mấy đứa rủ bạn đi theo bạn chơi nhiều lắm, mà ba mẹ sợ đi ra đường lo nhiều lắm. Con cố gắng là con tốt hơn để ba đừng có buồn nữa. Vậy thôi. Dạ, cảm ơn anh Bo cũng như là cảm ơn Long rất là nhiều.